Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ và ý nghĩa. Và ngay sau đây mời các bạn đến với những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá sáng ngày hôm nay, 26 tháng 9. Trong bản tin này xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ sự trở lại của học trò cưng. Huấn luyện viên Lee Tae bị chỉ trích nặng nề khiến Trung Quốc thất bại bởi quá u mê. Huấn luyện viên Campuchia phát biểu sốc. Học trò giữ kín thông tin mật của tuyển Việt Nam trước trận gặp tuyển Trung Quốc. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ sự trở lại của học trò cưng. Các bạn thân mến, sau gần 2 tuần điều trị chấn thương thì trung vệ Nguyễn Thành Trung đã góp mặt trong buổi tập cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam chiều ngày hôm qua, 25 tháng 9. Bên cạnh sự trở lại của Thành Trung thì hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung lên đội tuyển là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cũng đã có mặt tại Hà Nội. Bộ đôi hậu vệ này chưa tham gia buổi tập ngay mà phải trải qua kiểm tra y tế để đảm bảo việc phòng tránh dịch Covid-19. Trước Nguyễn Thành Trung thì trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã bình phục chấn thương và có mặt trong các buổi tập của tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì Trần Minh Vương đang nỗ lực từng ngày để hồi phục. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị. Chưa còn đầy một tuần nữa trước ngày lên đường sang UAE thi đấu với tuyển Trung Quốc, nên tất cả đều hoạt động hết công suất nhằm cải thiện lối chơi và hướng tới kết quả tốt nhất. Học trò giữ kín thông tin mật của tuyển Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc. Các bạn thân mến, tại cuộc phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 25 tháng 9, Văn Hoàng đã nhận được câu hỏi về sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với tuyển Trung Quốc. Cụ thể, Văn Hoàng xin phép không trả lời về những lưu ý đặc biệt mà ban huấn luyện đưa ra cho tuyển Việt Nam trước khi đối đầu với tuyển Trung Quốc. Văn Hoàng đã khéo léo trả lời: vòng loại thứ 3 này mọi đối thủ đều có đẳng cấp ở tầm châu lục rồi, do vậy là đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ rằng là qua 2 trận vừa rồi, mặc dù chưa có điểm số, nhưng đội tuyển đã có sự thể hiện tích cực về tinh thần và lối chơi. Toàn đội đang rèn luyện kỹ chiến thuật cũng như phân tích về đội tuyển Trung Quốc và chuẩn bị thể lực cho trận đấu. Còn những lưu ý đặc biệt về ban huấn luyện về đối thủ Trung Quốc, tôi xin phép không trả lời. Văn Hoàng tiết lộ là anh luôn cố gắng học hỏi từ những thủ môn đang sở hữu xuất bắt chính của đội tuyển. Mặc dù chưa có cơ hội vào sân thi đấu, nhưng được tập luyện cùng với đội tuyển nên tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là ở vị trí của anh Tấn Trường và Đặng Văn Lâm là những thủ môn tốt nhất của Việt Nam bây giờ. Tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi mà bất cứ cầu thủ nào khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia cũng luôn phải cố gắng hết mình, cố gắng thể hiện tốt nhất trong các buổi tập. Cho dù có được vào sân hay không thì tôi cũng phải cố gắng mỗi ngày để cải thiện khả năng của mình, cũng như qua đó giúp cho đội bóng có thể cạnh tranh nhau và phát triển hơn, Văn Hoàng nói. Thủ môn Văn Hoàng thông tin thêm là hiện tại tuyển Việt Nam đang tập trung khắc phục những điểm yếu trong chiến thuật và cố gắng tránh những chấn thương không đáng có. Thủ thành sinh năm 1995 chia sẻ về cách mà các tuyển thủ vượt qua khó khăn thời dịch bệnh để tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Rất lâu rồi chúng tôi không có cơ hội được về nhà, nhưng vì mục tiêu chung của đội tuyển, cũng như lần đầu tiên đội tuyển tham dự vòng loại thứ 3 World Cup, mọi người đều hiểu rằng là cơ hội không đến nhiều lần nên đã động viên nhau cố gắng giao lưu tiếp xúc với nhau nhiều hơn để vơi đi nỗi nhớ nhà. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới gia đình ở nhà là hãy cố gắng và tôi cùng đồng đội sẽ cố gắng hết mình để thi đấu đạt kết quả tốt, giúp cho hậu phương ở nhà bớt đi nỗi nhớ người thân. Huấn luyện viên Lee Tae của Trung Quốc bị chỉ trích thậm tệ khiến cho đội nhà thất bại bởi quá u mê. Kính thưa quý vị các bạn, ông Lee Tae của tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị sa thải nếu đội tuyển nước này thất bại trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiếp tục hướng sự chỉ trích về phía chiến lược gia sinh năm 1997, mới đây thì tờ Sina Trung Quốc đã có bài viết nói về toàn bộ những sai lầm mà ông Lee Tae đã mắc phải tại chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tính cho đến lúc này. Cụ thể, tờ này viết: với tư cách là huấn luyện viên trưởng, ông Lee Tae đáng lẽ phải phát hiện ra những vấn đề thực sự của đội tuyển quốc gia. Nhưng không, tại cuộc họp nội bộ phân tích sau trận đấu đầu tiên, thật kỳ lạ là ông đưa ra nhận định sai lầm rằng là Trung Quốc thất bại vì coi thường đối thủ. Thật nực cười, bởi vì xét trên cả thứ hạng FIFA hay là những màn trình diễn trong quá khứ thì tuyển Trung Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của Úc. Chúng ta lấy tư cách gì mà khinh thường người khác? Nói thẳng ra, đây là chiêu trò mà các thế hệ tuyển Trung Quốc từ xưa cho đến giờ dùng để đánh lừa người hâm mộ Trung Quốc. Vì sự biện hộ đó, chúng ta không quá hy vọng gì về sự điều chỉnh trong trận tiếp theo. Trong trận đấu với Nhật Bản, ông Lee Tae đã không có những sự thay đổi cần thiết trên hàng công và kết quả là tồi tệ. Cả hiệp 1, Trung Quốc chỉ sút được một lần duy nhất, còn Nhật Bản có đến 14 lần. Về tỷ lệ cầm bóng, đội tuyển Trung Quốc
chỉ có tỷ lệ khiêm tốn là 22%. Đứng trên hàng công, hai tiền đạo là Gouley và Ankerson chỉ có thể nhìn đối phương sút bóng về khung thành của đội nhà. Nếu không thay Allen và Lugofu trong hiệp 2, tình hình có lẽ còn tệ hơn. Nặng nề hơn thì Tassina cho rằng là ông Litier đã quá u mê đặt niềm tin một cách mù quáng vào các cầu thủ có phong độ tồi tệ như Gouley. Vì điều này mà hàng công của tuyển Trung Quốc chơi hoàn toàn mờ nhạt, góp phần dẫn đến thất bại vừa qua. Vấn đề hiện ở đây là hàng công của chúng ta đang hoàn toàn vô hại. Tại sao vậy? Đó là vì Litier đã quá mê muội với Gouley. Không thể phủ nhận Gouley là một trong những cầu thủ nội đẳng cấp nhất, nhưng thời điểm này anh ta không nên là sự lựa chọn chính ở đội tuyển quốc gia. Trạng thái của anh ta là không sẵn sàng vào lúc này. Tại La Liga, Gouley sa sút khủng khiếp và liên tục dự bị trong áo câu lạc bộ Espanyol. Cho đến lúc này thì Gouley đã không biết ghi bàn trong 291 ngày và đây là một cực hình với một tiền đạo. Phong độ đó của anh ta đã ảnh hưởng nặng nề đến đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Ông Litier cần phải tìm cách nghiên cứu đối thủ. Nếu còn khinh thường đối thủ và đánh giá quá cao đối thủ, đó đều là những lời biện hộ như thể phát ra từ một kẻ có tâm lý bất thường. Trước đây, đội tuyển quốc gia Trung Quốc thường đánh bại các đội Đông Nam Á, cách biệt 2 bàn trở lên. Những người đã ghi bàn thắng thường là các trung phong cao to, bởi vậy họ có thể kiểm soát bóng tốt ở trên không. Ông Litier hoàn toàn có thể sử dụng lại phương pháp này bằng cách là thay Gouley bằng Gautier cao to để đá bên cạnh Ankerson và chúng ta có thể vượt qua Việt Nam. Huấn luyện viên tuyển Campuchia phát biểu sốc ở AFF Cup 2021. Các bạn thân mến, chia sẻ với truyền thông nước nhà, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Campuchia là ông Keisuke Honda khẳng định là mục tiêu của ông là cùng các học trò vượt qua vòng bảng AFF Cup 2021. Chia sẻ với tờ Khmer Rouge thì huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này là ông Keisuke Honda vẫn tự tin cho rằng Campuchia quyết tâm vượt qua vòng đấu bảng AFF Cup 2021. Mặc dù trong vòng đấu bảng B AFF Cup 2021 có sự xuất hiện của Việt Nam, Malaysia, Indonesia và tuyển Lào. Cụ thể, Keisuke Honda cho biết, ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay, đội tuyển Campuchia rơi vào bảng đấu có nhiều đội bóng mạnh. Mặc dù vậy thì tôi và toàn đội vẫn rất hào hứng với giải đấu này. Chúng tôi biết đó là thử thách khó khăn, nhưng đội tuyển sẽ làm việc chăm chỉ, toàn đội vẫn sẽ nỗ lực vượt qua vòng đấu bảng. Chúng tôi cần sự ủng hộ và động viên của người hâm mộ. Đội tuyển Campuchia sẽ cố gắng hết sức mình vì các bạn. Không chỉ huấn luyện viên Honda, nhiều người hâm mộ Campuchia tin tưởng đội nhà có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu lớn nhất của khu vực này. Tuy nhiên, một số ít người tỏ ra bi quan bởi ông Honda chỉ đạo trực tuyến mà không sang huấn luyện trực tiếp. Lịch sử cũng đang chống lại họ khi tuyển Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng trong 7 lần tham dự trước đây vào các năm 1996, 2000, 2002, 2004, 2008, 2016 và 2018. Ở lần gần nhất, Campuchia thua 3 trận trước Malaysia với tỷ số 0-1, Myanmar 1-4, Việt Nam 0-3. Họ chỉ có được chiến thắng 3-1 trước tuyển Lào. Chuyên gia thế giới chỉ thẳng điều ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các bạn thân mến, đội tuyển Trung Quốc lẫn tuyển Việt Nam đều đặt quyết tâm rất cao ở màn so tài giữa hai đội diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây. Những ngày qua thì ông Litier tiếp tục cho các học trò rèn quân để hướng tới các trận đấu trong tháng 10 thuộc khuôn khổ thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mục tiêu của đội bóng xứ tỷ dân không gì khác là ngoài 3 điểm trước đoàn quân của huấn luyện viên Park Seo, qua đó cải thiện vị trí tại bảng B và nuôi hy vọng góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Chia sẻ trước thềm màn so tài giữa Việt Nam và Trung Quốc, phóng viên Joshua Thomas của nước Úc đã có những nhận định về bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo đó thì anh đánh giá trận đấu này có độ hấp dẫn rất cao. Đây là một trận đấu mà truyền thông cả hai quốc gia đều tỏ ra rất căng thẳng khi liên tục có những thông tin nóng hổi về sự chuẩn bị của đối thủ. Tôi nghĩ rằng là cầu thủ có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút về mặt cảm xúc khi một trận đấu như thế này diễn ra. Quyết tâm là điều mà ai cũng sẽ thấy trong từng cầu thủ của Việt Nam và cả Trung Quốc. Ở màn so tài này, tôi nghĩ một trận hòa sẽ là một kết quả đẹp cho hai đội. Cá nhân tôi dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng, phóng viên Joshua Thomas chia sẻ với báo giới. Sau khi bị các câu lạc bộ ở UAE từ chối thi đấu giao hữu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Syria về kế hoạch tổ chức một trận đấu giao hữu trong ít ngày tới. Về phía tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ lên đường sang UAE ngày 1 tháng 10. Sau khi kết thúc trận gặp Trung Quốc ngày 7 tháng 10 thì Văn Toàn và đồng đội sẽ bước vào việc chuẩn bị cho trận gặp Oman. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành.
Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.